thực sự rất là khó hiểu. Không hiểu là cái nhà này xây tận 3 tầng nhưng mà không hề có một cái cầu thang nào. Úi dồi ôi, hệ thống cầu thang đấy cực kỳ là nó treo leo nhá. Chỉ cần sẩy chân một phát thôi là tôi rơi pẹt phát xuống tầng 2. Nhưng mà thực sự ở trên này cũng khá là đáng sợ. Âm khí các bạn, có xác hai con chuột. Ở trên này nhìn rõ, thấy cả cái nghĩa địa ở phía sau lưng tôi, rõ mồn một, từng cái một. Mình sẽ hoàn thiện lại và sẽ biến nó thành một cái khách sạn để cho tất cả những bạn nào mà muốn chinh phục, khám phá những cái giới hạn của bản thân có thể tới đây. Tôi sẽ cho các bạn ở tầng 2, tầng 3. Còn đêm tôi sẽ rút cầu thang lại, các bạn không còn đường nào để mà xuống. Rút hết gỗ, rút hết những cái thanh bê tông, xem các bạn nửa đêm có tháo chạy không. Các bạn thân mến, khi mà tôi tới huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, ở một cái nơi mà ngay gần con đê và cách con đê là cái sông Hồng, bên kia là Thái Bình, tức là ở cái khu vực mà ranh giới giữa hai tỉnh và cái khu mà có thể nói rằng là đặc trưng của đồng bằng sông Hồng. Đấy, bởi vì con sông Hồng nó chỉ cách chỗ tôi đứng vài mét thôi. Thì chúng tôi đi trên đê thì bỗng rất là ấn tượng với một cái công trình xây khá là cao. Đây là một cái nhà phải 3 tầng anh nhỉ? 3 tầng. Thì không hiểu vì sao giữa một cái khu vực đồng bằng này có một cái ngôi nhà 3 tầng. Nhưng cái điều đặc biệt là cái nhà đó nó lại rêu phong cổ kính, tức là người ta không ở đây lâu rồi. Thì anh là người ở đây đúng không ạ? Anh tên là gì ạ? Tôi tên là Nhì. Anh Nhì là... Anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 60 à. 60 à. Thì lúc đầu thì gọi là chú Nhì ấy. Nhưng mà khi mà tiếp xúc thì thấy cũng anh cũng thanh niên tính thì thôi cứ gọi là... Thế bây giờ anh thích gọi là chú hay là anh? Gọi anh nhá. Anh ấy cho bây giờ chúng tôi sẽ quay ngược thời gian, tức là sẽ cho anh Nhì quay ngược thời gian để trẻ lại, để cùng tôi khám phá một cái công trình bỏ hoang. Và chúng tôi sẽ cùng nhau phán đoán xem mà lý do vì sao mà nó lại bị bỏ hoang và nó xây ở cái khu vực này. Tức là anh là sinh ra và lớn lên ở đây ạ? Vâng. Vâng. Thì đây là cái khu vực mà mọi người đều trồng những cái cây cảnh, những cái cây mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn là nông nghiệp. Đấy. Thì ví dụ đây là cây này, cây là vạn tuế đúng không ạ? Thiên tuế. Thiên tuế, bởi nó cao hơn. Thì tới đây rồi thì mình mới biết được rằng là cái nghề chính của cái khu vực này là như vậy. Anh là sinh ra và lớn lên ở đây đúng không ạ? Là 60 năm gắn bó với cái vùng đất này rồi thì tức là mọi nhất cử nhất động ở đây là anh biết. Thì cái ngôi nhà này đã được xây cách đây lâu chưa anh? Hơn 20 năm rồi. Và nó để hoang phế như thế mà 20 năm trước mà cái nhà này như vậy là nó là khá là kinh khủng đấy anh nhỉ. Thì tức là nó là thuộc dạng giàu ấy. 20 năm trước. Hay anh có nhầm không? 20 năm trước mà xây to đẹp thế này á? Đó, 20 năm. À. Lúc xây thì chưa có cái nghĩa trang. À. Ở đằng sau. Thì khi làng bắt đầu quy hoạch cái nghĩa trang nhân dân lên trên đây thì nhà cái anh này anh bỏ. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một cái ngôi nhà ở cạnh nghĩa trang mà gia chủ phải chuyển đi như nào. Ngay phía trước chỗ tôi đứng đây là một cái bể nước này. Cái bể nước này là bể nước sạch à? Bể nước mưa ấy nhỉ? À, và ngay cạnh đấy là một cái ao. Nếu như mà cái ngôi nhà này được hoạt động thì nó cũng khá là vị trí cũng khá là ok, bởi vì là gần một cái ao nước này, rồi cây cối xung quanh này. Đằng sau thì nếu mà không có nghĩa trang thì chắc là ruộng, đồng ruộng hay cũng trồng cây gì đó. Thì ngày xưa 20 năm trước mà xây được như này thì là nhà có điều kiện. Bây giờ thì để bỏ hoang thì có một cái cây nó còn mọc luôn ở trong nhà rồi này. Cái cây này là đục nền và nó mọc lên luôn. Cây này là cây gì đấy anh nhỉ? Cây này hình như cái quả của nó là cái quả màu đỏ đỏ ấy.
tự nhiên tôi quên tên cái cây này đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào. Mà hiện nay các bạn biết là bên cạnh một cái ao nên là muỗi kinh khủng luôn. Và tôi phải sử dụng một cái xịt muỗi, bởi tôi vừa bị muỗi tấn công rồi. Anh có xịt tí không? Nếu mà theo cái những cái gì ở đây ấy, thì là em thấy là như kiểu là đang xây hay sao ấy, là chưa xây xong ấy thì chát, cũng chưa vôi ve cái gì cả. Mà như vậy là đang đây này, đang xây dựng và cái công trình phụ còn bể phốt này, còn vẫn còn chưa cả có cái nền lên đây này, mà cũng khó hiểu sao cái này lại thụt hẳn xuống đấy. Là một cái công trình phụ mà nó cái trước cái sau xây dựng như thế nào mình không biết, nhưng mà bây giờ nó rất là lộn xộn. Ở trong này thì tường còn chưa kịp chát luôn. Đây. Đây thì có tí trước. Vâng, anh đi ra. Trong này thì cả một cái cây. Ủa thế nhưng mà bây giờ mình muốn lên tầng thì đi như nào nhỉ? Nãy giờ em để ý là không lên được á? Ơ, thế cái cầu thang đâu? Nhưng mà sao lại sẽ biết được, nếu mà có cầu thang thì phải ấy chứ. Bởi vì rõ ràng là có 3 tầng. Nhưng mà chúng tôi tìm mãi không thấy cầu thang đâu. Đây các bạn thấy này là như vậy là có khả năng lớn cái khu vực này là cái nhà nhỏ này này là người ta ở sẵn ở đây đấy, sau đấy khi mà có điều kiện hay là có một cái vấn đề gì đó thì người ta sẽ xây thêm một cái gian nữa ở đằng sau. Ở đây thì có vẫn bàn thờ này. Thì người ta bắt đầu xây thêm một cái gian đằng sau và 3 tầng ở đằng sau đấy, và sau đó là làm một cái công trình phụ nữa. Nhưng mà hiện nay thì tôi đang cố tìm xem là cái khu vực cầu thang lên ở đâu mà không thấy. Anh nhì hình như anh có vẻ không thoải mái lắm khi ở trong này. Anh ấy đã bỏ đi rồi. Ở dưới đây thì các bạn thấy là nền bằng cát này, người ta vẫn chưa làm nền luôn. Tường thì vẫn trơ trọi như này. Đây là cái công trình phụ. Và công trình phụ này cũng là xây cơi nới thêm mà một cái gì đấy thì các bạn thấy là vá víu, chắt vá như kiểu xây làm 3 lần ấy, và nó không liền mạch, nó không thống nhất, và những cái hầm bể phốt này vẫn chưa được đậy nắp. Thì tôi đang tự hỏi rằng là cầu thang đâu. Đây, từ đây là có thể nhìn thấy được cái nghĩa trang, nghĩa địa ở của khu vực ở ngay đây rồi. Một cái nhà xây rất là khó hiểu. À, có chữ 2003 ở trên nóc thì đúng là 20 năm. Thì nhưng mà khổ nỗi là cầu thang thì là người ta lúc người ta làm phải có cầu thang để chở vật liệu xây dựng cái thứ lên chứ. Thì bây giờ đến mức mà không có cầu thang mà bọn nhóc nó còn phải để một cái cột bê tông đây để bọn nó lên. Đấy, thì bây giờ là tôi sẽ thử trèo lên xem như thế nào. Đây. Cú mèo à? Đây ra. Khá là cồng kềnh. Đâu? Cái cây đấy có vẻ khó hơn đấy. Đây tôi bị nhầm chân một chút. Bây giờ mình phải đổi chân. Đây ra. Tôi quyết tâm là sẽ lên bằng được cái chỗ này. Bởi vì nó đang thiếu một cái điểm bám nữa ở đây. Rồi.
lên được rồi nhưng tí nữa xuống như nào mới là cả một vấn đề nữa. Ây da, tôi không quan tâm lắm cái việc lát nữa xuống như nào. Ô. Thực sự rất là khó hiểu. Không hiểu là cái nhà này xây tận 3 tầng nhưng mà không hề có một cái cầu thang nào. Ở trên này thì thấy rõ hơn cái khu vực nghĩa trang. Bây giờ thì tôi sẽ đi lên bậc thang này vào cái nhà tầng 2. À, trên này thì lại có cầu thang nha. Thật là đáng sợ bởi vì là ngôi nhà này chưa từng có người ở. Nó đang được xây dở dang thì phải dừng lại và nó để lộ ra một cái khung cảnh không biết phải diễn tả như nào. Qua 20 năm mà nó giữ được như này thì cũng là khá là kiên cố. Đây. Trên này có hệ thống bể nước này. Và từ trên này thì tôi mới thấy rõ hơn cái khu vực nghĩa trang. Nghĩa trang ở đây thì cũng khá là mới, có những cái thì cũ rồi. Không hiểu sao mà người ta xây dựng một cái công trình như này, người ta không tính toán hoặc là cái thông tin sau đó thì mới phải bỏ dở. Chứ ngày xưa 20 năm trước mà xây được một cái nhà như này thì có phải là đơn giản không? Cũng thuộc dạng là rất giàu rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục lên cái cầu thang này để tôi đi tiếp lên trên tầng xem là có cái gì không. Không hiểu rằng là sẽ có một cái tai nạn gì không, bởi vì là qua bao nhiêu thời gian cái chỗ này nó có bị sập xuống không, tôi cũng không thể biết được. Nhưng mà thực sự ở trên này cũng khá là đáng sợ. Âm khí các bạn, âm khí là nó thể hiện ở ngay đây. Có xác hai con chuột. Tôi phải đi hết sức là nhẹ nhàng, bởi chả may mà nó sập một cái thì không biết là như thế nào. Thực sự là cái nhà này được xây dựng cũng khá là kỳ lạ. Đấy, tức là đây lại có một cái khu vực nghỉ như này. Dưới thì la liệt xác xương động vật. Đây này, có thể những con rơi nó mang đến. Và ở trên này lại treo leo. Tức là một cái gì đấy rất là khó hiểu trong cái thiết kế của cái ngôi nhà này. Đây lại có một cái hành lang, một cái ban công. Bây giờ thì tôi sẽ đi tiếp. Tôi phải bấu vào đây các bạn, bởi vì là sợ bất ngờ nó đổ sập xuống thì sao. Úi dồi ôi, hệ thống cầu thang đây cực kỳ là nó treo leo nha. Nó không hề là... Rất tò mò là ở dưới thì không hề có cầu thang lên tầng 1, không có lên tầng 2, nhưng mà lên đến tầng 2 thì cầu thang thì bao la. Cầu thang thì nó dẫn lên cả sân thượng cơ. Hiện nay thì đầu óc tôi nó đang bị kiểm soát bởi cái việc là có thể đổ sập, nên là nó làm cho mình quắn quýu hết cả người lại. Tôi nghĩ đây cũng là cái trường hợp mà các bạn sợ độ cao thì các bạn cũng sẽ gặp cái trường hợp như này. Tức là thực sự các bạn sợ bị rơi, bị ngã nên các bạn mới cảm thấy là sợ độ cao, quắn những người lại. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng nó sẽ không đổ sập xuống thì sẽ không sao cả. Đây, thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi lên trên cái nơi nữa. Tôi nghĩ đây là có thể người ta thiết kế làm bàn thờ này. Đấy, làm bàn thờ rất to và hoành tráng ở khu vực này để có thể mong cưỡng lại được cái việc ở một cái khu vực gần nghĩa trang. Thế nhưng mà cuối cùng họ đã từ bỏ. Và đây, tôi đang đi lên cái tầng mái, tầng cao nhất của cái tòa nhà này. Thực sự là rất rộng các bạn. Ở trên này thì có thể bao quát nhìn thấy được
cảnh sông Hồng, con triền đê và rất nhiều những cái vườn khác. Và đặc biệt, tất nhiên rồi, nhìn rõ, thấy cả cái nghĩa địa ở phía sau lưng tôi, rõ mồn một, từng cái một. Nếu một người mà yếu vía ở trên này thì có lẽ là sẽ luôn luôn bị ám ảnh. Nhưng với tôi, một người mà đã quá quen thuộc với việc đi tìm kiếm thế tín hiệu của thế giới tâm linh, thì tôi lại không hề thấy sợ. Tôi lại còn cảm thấy vui là khác các bạn. Bởi vì thực sự những hồn ma họ không thể làm được gì chúng ta. Dù họ có muốn đi chăng nữa cũng không thể làm gì được. Rồi một ngày nào đó thì tôi hay là tất cả cũng sẽ phải nằm xuống dưới mồ thôi. Bất kể ai cũng thế, kể là vua chúa quyền lực đến đâu thì cũng sẽ phải nằm xuống dưới mồ. Do đó thì nếu như mình sợ, bây giờ mình sống mình sợ thì sau này mình chết đi thì người ta cũng sợ mình. Do đó thì tôi không nghĩ rằng là tôi muốn chống lại cái điều đó. Tôi nghĩ rằng là một cái suy nghĩ tích cực hơn về những cái hồn ma. Đấy là suy nghĩ của tôi, do đó tôi không sợ. Chắc chắn sẽ có bạn bảo rằng là nếu ông không sợ thì ông không mua lại cái nhà này và ông ở đi. Thì cũng có thể là biết đâu khi mà mình về hưu, mình có tuổi thì mình sẽ ở đây. Hiện nay thì tôi đang sợ cái sự nguy hiểm của công trình này hơn là sợ ma các bạn. Bởi vì nó quá là thách thức. Đây, chỉ cần sẩy chân một phát thôi là tôi rơi pẹt phát xuống tầng 2. Và cái hệ thống cầu thang này cũng khá là lắt léo. Cũng thú vị. Căn nhà này nó mình mua lại và mình đánh giá lại. Và mình sẽ dành cho những ai mà muốn chinh phục thế giới bên kia, muốn thử thách bản thân mình thì có thể ở đây, tới đây ở, trải nghiệm. Và ngay cái hệ thống cầu thang này thôi cũng đã khiến cho chúng ta bị kích thích rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở cái ngôi nhà này, ví dụ như là với những cái ngôi nhà khác ở nghĩa địa ấy, thì nó sẽ nằm cách cách một đoạn, còn riêng ngôi nhà này thì nó sát luôn. Sát tức là cái bức tường của cái phía sau nhà thì là nghĩa địa luôn rồi đây này. Đây, các bạn có thể thấy là chỉ cách cái mộ bên dưới khoảng hơn 1 mét, gần 2 mét gì đó. Và những cái ngôi mộ này quy hoạch khá là ngăn nắp, nó đều xoay theo hướng hết. Vậy là đây là một cái khu nghĩa địa mới thì mới được quy hoạch như này. Chứ còn nếu mà nghĩa địa ngày xưa thì người ta sẽ để hơi lộn xộn các hướng. Nếu mà ai mà yếu vía thì sẽ đứng đây và sẽ vô tình đọc được tên, nhìn thấy những cái bức ảnh thờ của từng ngôi mộ một thì chúng ta sẽ dễ bị ám ảnh. Còn với tôi thì không. Tôi hiểu thế giới của họ sau gần 10 năm đi tìm kiếm, đi tìm hiểu, và tôi không còn sợ nữa. Cái điều mà duy nhất mà tôi đang thắc mắc phân vân là tại sao để lên được cái tầng 2 của ngôi nhà này lại không có cầu thang. Họ tính toán như nào? Họ muốn là sẽ để một cái cầu thang ở phía ngoài, lộ thiên ra ngoài, hay là khép kín ở phía trong? Còn nếu như theo cái tư duy thông thường thì đáng lẽ cầu thang là phải liền nhau ở đây. Đây, ví dụ đây là cầu thang để đi lên ở đây. Lên tầng 3 ở đây thì đáng lẽ từ tầng 1 lên đây phải xung quanh đây. Thì đây lại bít kín hết, không có cầu thang. Phải chăng là họ cũng muốn là có cái cầu thang ở phía đằng sau? Rất khó hiểu. Tôi không thể, nếu tôi là chủ của cái ngôi nhà này mà hoặc là tôi mua lại cái mảnh đất này
cái xác nhà này, và tôi sẽ làm thêm một cái cầu thang nữa để lên tầng 2, thì liệu tôi sẽ làm ở đâu? Chắc chắn là phải, hiện nay là phải ở bên ngoài rồi, là nó sẽ tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, nó không khép kín thì nó sẽ tăng thêm cái sự đáng sợ cho cái ngôi nhà này. Thì bây giờ thực sự là tôi cũng không biết là sẽ phải làm cái cầu thang ở đâu luôn. Đấy, có lẽ phải nhờ đến những cái chuyên gia về thiết kế, thì mới mong rằng nếu mà mong nó được khép kín ở trong nhà thì phải làm thêm rất là nhiều. Đấy, còn nếu không thì chắc chỉ có ra ngoài thôi. Chỉ có ra ngoài này mới có thể là xây được thêm cái cầu thang nữa. Bây giờ thách thức của tôi là làm sao xuống được đây. Rồi, mình đã lên được thì mình phải xuống được. Xuống thôi. Hiện nay tôi đang không nhìn thấy gì ở dưới cả. Và tôi đang... Ây da! Từ em chỉ cho anh. Đây đúng không? Rồi. Tay bám vào đây. Cái chân đây sợ trượt lắm. Từ nhé. Từ từ. Bỏ tay ra. Đây được chưa? Úi giời. Ui. Rồi. Ai. Giờ có tuổi rồi hơi nặng nề một chút. Chính vì vậy mà Việt Nam rất muốn tìm những người bạn đồng hành cùng để cùng chia sẻ. Ví dụ như mình có kinh nghiệm thì cần một người mà có sức khỏe hỗ trợ. Dù sao ý tưởng về cái ngôi nhà này mình nghĩ không tồi. Hiện nay thì cái công trình nó là nơi trú ngụ của rắn, rết, chuột. Đây, rắn. Rắn đâu? Nó còn sống không anh? Còn. Còn à? Còn mà sao nó lặn lâu hết. Một con rắn nước ở trong này. À, thế có khi chết rồi? Không chết á? Chúng tôi thấy một con rắn ở trong bể nước. Và trên này thì có cú mèo, có chuột, có rơi hay nhiều con đấy khác. Đây, có một con rắn trong bể nước này. Cặp nia. Cặp nia à? Anh nhì bảo cặp nia thì là con này là độc đấy. Nhưng mà anh nghĩ là con này chết hay là ấy? Không, còn sống. Nãy nó thò đầu lên. Đây này các bạn này. Nó giả vờ chết. Nó giả vờ chết, nó đu ấy. Bây giờ tôi sẽ ném thử cái gì xuống đây nào. Anh cầm trên ba lô ấy. Đây. Đây. Ném thử xem là con này giả chết hay là ấy. Wow. Ngóc lên rồi. Ui xổi ôi. Sợ nhở. Không biết nó có nghĩ rằng là cái máy quay của tôi là một cái gì đó nó có thể đợp được không. Tóm lại là nguy hiểm. Vậy là cái căn nhà này nó không chỉ gây vấn đề về mặt tâm linh, mà bản thân về mặt vật lý nó cũng là cái thách thức. Rồi về mặt những cái loài động vật có thể gây hại, nó cũng là mặt thách thức. Anh nghĩ sao nếu như có người mua lại cái nhà này? Ví dụ như em mua lại cái nhà này thì có được không? Phải hỏi chủ chứ còn. Anh cũng không biết được. Anh thử hỏi em nhé. Ở lại một cái khu mà ngay bên cạnh là một cái nghĩa trang, là một ý tưởng điên rồ. Nhưng mình cứ thử hỏi xem sao. Được thì mình sẽ hoàn thiện lại và sẽ biến nó thành một cái khách sạn, để cho tất cả những bạn nào mà muốn
chinh phục, khám phá những cái giới hạn của bản thân, có thể tới đây làm khách trong khách sạn của tôi, xem các bạn nửa đêm có tháo chạy không. Mà các bạn nhớ nhá, là tôi sẽ cho các bạn ở tầng 2, tầng 3. Còn đêm tôi sẽ rút cầu thang lại, các bạn không còn đường nào để mà xuống. Rút hết gỗ, rút hết những cái thanh bê tông là các bạn sẽ phải nhảy xuống. Nếu mà dám thì xin mời tới đây. Và nếu các bạn trụ lại ở đây được 24 giờ thì sẽ có thưởng, ok. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn, những vị khách trong khách sạn của Hoàng Ngạn.